Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là buổi chiều tối của ngày 20 tháng 5 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành tiếp tục làm video về các cái sản phẩm, các cái bộ hoành phi câu đối trong chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh. Thì hôm nay cơ sở xin chia sẻ tới quý khách cách nhận biết giữa vàng Đài Loan với vàng ta. Vàng Đài Loan hay còn gọi là vàng tàu với cái gam màu đó là màu vàng xanh. Bộ bên trái màn hình quý vị đang xem đó là bộ được dát vàng Đài Loan. Còn bộ bên phải là bộ hoành phi câu đối được dát vàng ta. Đây là hai bộ hoành phi câu đối tới từ khách hàng tại Hà Nội và anh Cường Mây tại Hưng Yên. Gia đình ông Lý ông đặt bộ bên trái và gia đình anh Cường, đó là bộ bên phải, bộ hoành phi câu đối vuông. Còn bộ bên trái là bộ hoành phi lồng cuốn thư câu đối rơi lãng, tức là rơi rơi và lãng hoa, được thép vàng Đài Loan. Nếu để nhìn bằng mắt thường thì phân biệt dễ nhất đó là vàng Đài Loan, bộ bên trái đó là gam màu vàng xanh, còn vàng ta tức là gam màu vàng vàng, để quý vị có thể dễ phân biệt. Và vì sao chúng tôi lại phải quay vào trời tối, thì khi vào trời tối thì quý khách có thể nhận biết được rõ hơn giữa các cái bản màu sắc. Và lưu ý, quý khách đặc biệt lưu ý khi chúng ta đặt mua hàng về vàng ta, thì tại cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lanh sẽ quay phát trực tiếp các công đoạn quy trình dát vàng khi hàng mộc khi hoàn thiện đầy đủ từ A tới Z cho quý vị. Quý khách hàng ở xa không về được có thể theo dõi qua các video clip của cơ sở. Đây là bức hoành phi lồng cuốn thư mang thông số kích thước dài 1m97, chiều rộng 67. Toàn bộ chữ Hán Nôm và phụ đề được dát bằng vàng 4.9. Vàng 4.9 cơ sở sẽ tính theo tùy từng thời điểm. Giá vàng lên thì chúng tôi sẽ tính lên, còn nếu xuống thì chúng tôi sẽ tính xuống. Tính theo vàng SJC hay là Bảo Tín Minh Châu, chúng ta có thể quy được ra giá vàng Đài Loan cũng như là công làm vàng. Thì cơ sở có nhận dát vàng 4.9 tại gia thì giá công nó sẽ cao hơn. Quý khách có hàng, quý khách nên đưa về trực tiếp tại cơ sở thì sẽ được giảm giá thành đi rất là nhiều. Câu đối này được điêu khắc đó là con cháu Thảo Hiền Vạn Tết Xuân, tổ tông công đức muôn đời thịnh, làm theo yêu cầu của gia đình, dát vàng 4.9. Còn một bộ của khách hàng tại Hà Nội là thép vàng Đài Loan. Thì trên mình các bạn đang xem đây, màu sắc rất là khác biệt. Khi chúng ta nhìn bằng mắt thường cũng có thể phân biệt được, đơn giản, dễ dàng, hiệu quả. Và mẫu hoành phi câu đối này cũng đang được đánh giá là các cái mẫu hoành phi câu đối bán chạy nhất hiện nay. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 Đồ Gỗ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong video clip này chúng tôi giúp quý khách có thể phân biệt bằng mắt thường. Và nếu khi trời tối thì cơ sở khuyên quý khách có thể dùng các cái mẫu đèn flash khi chiếu vào các cái mặt chữ thì vàng ta nó sẽ phát quang, còn vàng Đài Loan thì không. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã bớt chút thời gian theo dõi các video và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo.